là nghe siêu sống. Linh hồn và các quy luật của nó là tại nhà môn đức vương. Cuốn sách này là thuộc về đề tài tâm linh. Thì nó nói về thứ nhất là linh hồn luật nhân quả nghiệp báo, luân hồi tái sinh và những bằng chứng. Thì trong cuốn sách này tác giả có nói là trong mỗi con người mình là có ba cơ thể lồng vào nhau. Thứ nhất là trí thể, tâm thể và vật thể. Trí thể thì được cấu tạo là thân trong nhất và được cấu tạo từ cái vật liệu rất là nhẹ, mịn và mỏng, rất là tinh xảo và kiểu là được đúc kết từ kiểu trước á, giống như là kiểu trước mà mình tu luyện trí tuệ đến mức nào thì kiểu sau nó sẽ được hưởng cái ban đầu giống như vậy. Còn tâm thể á là lớp bao bọc bên ngoài trí thể thì nó dày hơn, nhưng mà nó cũng mơ kiểu là mơ nhưng có hình dạng giống như là con người này. Nó được lấy từ thế giới tâm thể và tùy thuộc vào xúc cảm của sự phát triển xúc cảm của linh hồn, đó là về mặt cảm xúc chứ không phải về mặt trí tuệ. Còn vật thể là lớp bên ngoài cùng á, giống như mình thấy đây này, cơ thể của mình đây là vật thể. Và vật thể thì nó được đúc kết từ cái nghiệp của kiếp trước tốt hay xấu để tạo thành. Ví dụ như kiếp trước sống tốt á thì kiếp này mình có thể đẹp hơn, xinh đẹp hơn, hay là nếu mà kiếp trước tạo nhiều nghiệp báo thì cơ thể có thể bị mất cái này mất cái kia. Và trong cuốn sách này thì cũng nói về nghiệp thì bao gồm ba loại là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp là những việc mình làm, còn khẩu nghiệp là lời nói của mình, còn ý nghiệp là ý nghĩ của mình, tức là mình nghĩ xấu hay tốt, mình làm xấu hay tốt là lời nói của mình ha. Thì nó sẽ tạo ra nghiệp. Và trong cuốn sách này cũng nói là cái nghiệp là luôn đi theo mình, như là bóng với hình, là nó sẽ không bao giờ biến mất. Và nó không có bị sai lệch, giống như người nào gây ra nghiệp nào thì sẽ bị cái nghiệp đó, chứ không có bị giảm nhẹ hay là tăng lên. Và nó đi từ kiếp trước đến kiếp sau, nó có thể là thể hiện trong kiếp này hoặc là sang kiếp sau. Và nghiệp thì cũng có thể chuyển đổi, tức là mình nếu như mà mình làm một việc xấu thì mình cũng có thể là chuyển đổi cái nghiệp đó bằng việc là làm nhiều việc tốt hơn. Và biệt nghiệp ở đây là có hai loại nghiệp, thì biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là nghiệp của riêng bản thân mình, còn cộng nghiệp là bao gồm cả gia đình và cộng đồng mình. Giống như ở Việt Nam thì nghiệp chúng của người Việt Nam, còn phương Tây thì nghiệp khác. Còn về linh hồn á thì linh hồn của chúng ta là sẽ không bao giờ mất. Thế là nếu mà khi chúng ta chết đi á thì thể xác sẽ biến mất, nhưng mà linh hồn thì không bao giờ mất, nó sẽ đầu thai lại thân kiểu khác để mà tăng trưởng phát triển. Mở to lên, nhỏ quá, tất là to. Trong cuốn sách này cũng có nhiều ý hay, là sự hiện hữu và chi phối của các định luật nhân quả, nghiệp luân hồi tái sinh. Nên những cái hiện tượng giàu nghèo, sang hèn,
hạnh phúc khổ đau, hay là thông minh ngu đần, nó khỏe thành đần hoàng, đần hoàng, xinh đẹp xấu xí. Thì nhìn bề ngoài thì mình cứ tưởng là một người sinh ra có thể đẹp xấu hay là thông minh hay ngu đần, đó là bất công, đó là thực ra là công bằng, hay là cái sự tu luyện của họ. Và để mà mọi người có thể tạo ra cái nghiệp, tạo ra cái nhân quả tốt cho mình á, thì nên là có một thái độ hồn nhiên và thanh thản trước mọi nghịch cảnh, thắng trong cuộc sống khi nổi. Ví dụ như là lúc mình gặp một chuyện gì đó xấu đến với mình, thì coi như đó là lúc mình trải nghiệm, mình có thái độ tốt với nó, chấp nhận, và giống như là lúc đó là mình đã giảm bớt được một cái nghiệp mà mình đã gây ra. Đó là do mình đã gây ra từ trước, chứ không phải do mình đã gây ra. Và một cuộc đời của con người nếu mà quá tốt đẹp thì cũng không phải là điều tốt, mà phải có những khó khăn trắc trở thì mới linh hồn đó mới có cơ hội tu luyện và phát triển nhiều hơn đấy. Bài học thứ ba do bản thân mình làm, trong thế giới này đều có được nhân quả, mình phải gieo nhân tốt thì mới có được quả tốt. Và nếu mình đã lỡ gieo cái nhân xấu rồi thì nên làm tiếp những cái nhân tốt để mà bù trừ, và việc cũng có thể thay đổi. Nặng quá đấy. Chắc gỡ chứ tôi suy nghĩ là sạch chia sẻ có sách chia nữa thì là lên tao kể có đôi lên tôi mới lên đang mong làm gì và cảm nhận như thế nào được chưa? Yeah. Vâng rồi. Ai hỏi chị không? Hỏi. Đại hỏi gì chị lại xem nói gì?